Hay. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Cố vấn Pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, kênh sẽ trao đổi với mọi người một số vấn đề xoay quanh chính sách trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay, cũng như là bổ ích, thì để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách điều chỉnh nâng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công lên mức cao nhất trong các chính sách xã hội. Đây là một trong những nội dung được nêu tại nghị quyết số 68 năm 2024 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 42 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới một trong những nhiệm vụ giải pháp để thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là tôn vinh toàn diện và đầy đủ đối với người có công với cách mạng trong đó chính phủ sẽ tập trung vào các giải pháp khác để chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người có công đặc biệt là những người ở vùng sâu vùng xa vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn người gặp khó khăn trong cuộc sống đặc biệt thực hiện việc hoàn thiện thể chế chính sách điều chỉnh nâng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đại đối với người có công theo hướng làm bước cao nhất trong các chính sách xã hội phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội. Đồng thời ưu tiên chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ về nhà ở, giáo dục, đào tạo, việc làm, vay vốn, phát triển sản xuất và tiếp cận các dịch vụ xã hội cho người có công và thân nhân. Bảo đảm người có công và gia đình người có công phải có mức sống từ trung bình khá trở lên so với bước sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Bên cạnh đó, nghị quyết cũng yêu cầu đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, tích cực xây dựng, tu bổ, tôn tạo bộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ. Nhiệm vụ quan trọng nữa là hoàn thành cơ bản việc giải quyết tồn động trong chính sách người có công, nhất là công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, còn thiếu thông tin, hoàn thiện hệ thống thông tin, dữ liệu về người có công. Theo Nghị định số 55 năm 2023 của Chính phủ, quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với các mạng, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với các mạng hiện nay là 2 triệu 055 ngàn đồng một tháng. Mức chuẩn trợ cấp người có công được dùng làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi khác đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng. Cụ thể, người hoạt động cách mạng trước năm 1995 diện thoát ly sẽ được trợ cấp với mức là 2 triệu 300 ngàn đồng một tháng và phụ cấp với mức là 390 ngàn đồng đối với mỗi thăm niên. Người hoạt động trước năm 1945 diện không thoát ly sẽ được hưởng trợ cấp với mức là 3 triệu 900 ngàn đồng một tháng. Với người đã qua đời, thân nhân sẽ được trợ cấp tối đa 2 triệu đồng một tháng. Người hoạt động từ năm 1945 đến các mạng tháng 8 năm 1945 sẽ được trợ cấp với mức là 2 triệu 100 ngàn đồng một tháng. Thân nhân của người hoạt động từ năm 1945 đến các mạng tháng 8 năm 1945 sẽ được trợ cấp với mức tối đa là 1 triệu 600 ngàn đồng một tháng. Thân nhân một liệt sĩ được trợ cấp 2 triệu đồng, hai liệt sĩ sẽ được trợ cấp với mức là 4,1 triệu đồng và ba liệt sĩ sẽ được trợ cấp với mức là 6,1 triệu đồng một tháng. Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng sẽ được trợ cấp với mức là 6 triệu 100 ngàn đồng một tháng và được phụ cấp với mức là 1 triệu 700 ngàn đồng một tháng. Bệnh binh được trợ cấp tối đa 5,3 triệu đồng một tháng. Người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được trợ cấp tối đa 4,6 triệu đồng một tháng. Bước trợ cấp của thương binh thấp nhất là 2,7 triệu đồng, cao nhất là 6,5 triệu đồng một tháng. Theo pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020, thì người có công với cách mạng bao gồm người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương binh, kể cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993 người hưởng chính sách như thương binh bệnh binh người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học người hoạt động cách mạng kháng chiến bảo vệ tổ quốc làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù đầy người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc làm nghĩa vụ quốc tế người có công giúp đỡ cách mạng còn thân nhân của người có công với cách mạng sẽ bao gồm cha đẻ mẹ đẻ vợ hoặc chồng con đẻ con nuôi người có công nuôi dưỡng liệt sĩ tùy từng đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng sẽ được hưởng chế độ ưu đãi chủ yếu như sau thứ nhất là được trợ cấp hàng tháng phụ cấp hàng tháng trợ cấp một lần theo quy định thứ hai là được cấp thẻ bảo hiểm y tế thứ ba là được điều dưỡng phục hồi sức khỏe thứ tư là được cấp phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình phương tiện thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình phục hồi chức năng thuộc ngành lao động thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên. Thứ sáu là được ưu tiên trong tuyển sinh tạo việc làm. Thứ bảy là được hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Thứ tám, được hỗ trợ cải thiện về nhà ở, căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở. Thứ chín, được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được nhà nước giao đất ở chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước. Thứ 10, được ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, ưu tiên giao khoán, bảo vệ và phát triển rừng. 11, được vay vốn ưu đại để sản xuất kinh doanh. Và 12, là được miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật. Mới đây, Bộ Lao động Thương minh và Xã hội đã có đề xuất từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng thêm 29,2%, tương ứng tăng từ mức 2 triệu 055 ngàn đồng một tháng, lên mức 2 triệu 655 ngàn đồng một tháng. Dẫu biết rằng đây chỉ mới là đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Tới đây, còn phải chờ ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trước khi chốt mức đề xuất, gửi chính phủ xem xét thông qua. Nhưng dẫu sao, đây cũng là một tín hiệu đáng mừng đối với những người đang hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ là cơ quan tổng hợp các ý kiến, góp ý và chốt bước đề xuất cuối cùng để trình chính phủ xem xét thông qua. Nếu đề xuất này của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được thông qua, thì mức trợ cấp ưu đãi phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công cũng sẽ được điều chỉnh tăng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Như vậy là cơm vừa trao đổi xong với mọi người một số vấn đề xoay quanh chính sách trợ cấp phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và nếu như mà mọi người có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hoặc những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với kênh nhé.